3-4 năm nay á, Diệu vẫn hay làm cái khô thịt heo này vào những cái dịp Tết. Ở Malaysia này mỗi khi dịp Tết á, thì hầu như nhà người Hoa nào cũng có ít nhất 1 đến 2 bọc khô này. Ở đây á, hay kêu là gokan hoặc là tiếng cộng tôm là dục con. Từ khi có cái công thức của bác người Hoa chia sẻ thì năm nào Diệu cũng tự làm nhà ăn vì cái cách làm á, dễ. Khô ngon á, cũng 1 chín 1 mười như là ngoài bán. Bạn nào mà khéo tay á, thì làm bán luôn cũng được. Gia vị thì có thể gia giảm theo khẩu vị của gia đình mình. Diệu có 3 ký thịt xay á, các bạn mua thịt vừa nạc vừa mỡ theo tỷ lệ là 8-2, là 800g thịt á, thì mình dùng 200g mỡ. Nếu mà muốn thịt mềm hơn á, thì các bạn dùng 7-3. Diệu mua á, thì nhờ người ta xay rồi rửa giùm luôn á, mình khỏe không có cần xay. Còn nếu mà cái chỗ bán không có xay sẵn á, thì các bạn mua về cho vào trong máy xay á, xay khoảng 10 đến 20 giây cho thịt nó nhỏ ra là làm được ha. Mỡ á, thì các bạn xay riêng ra rồi mới trộn chung với thịt, như vậy á, thì mỡ nó sẽ nhuyễn hơn. Ốp vào đây á, là 70g nước mắm, 90g xì dầu, các bạn dùng cái loại xì dầu là light soy sauce thì nó không có bị mặn. Và 45g dầu hào, 45g rượu trắng, nếu mà có rượu hoa tiêu thì các bạn dùng, còn không có thì cũng không sao ha. Diệu thấy cái vị nó cũng không có khác rượu trắng gì mấy. 5g ngũ vị hương, 2 muỗng canh dầu mè và 550g đường cho 3 ký thịt ha. Thì mỗi ký thịt đó là Diệu cho là 180g đường á, rồi mình trộn đều lên. Còn tiêu á thì Diệu sẽ thêm vào sau. Các bạn thấy gia vị đơn giản không? Và cái khô này á là không có muối diêm nha các bạn. Cái màu đỏ của nó á, là từ cái màu bột xá xíu hoặc là cái bột gạo hồng cúc kết hợp khi mà nướng á, đường nó sẽ cho ra cái màu khô rất là đẹp luôn. Trộn xong rồi á, Diệu đi pha cái màu bột xá xíu. Ở Việt Nam á, thì các bạn dùng cái màu gạch tôm, cái màu mà mình hay nấu bún riêu đó các bạn. Diệu lấy một ít màu bột á, cho vào trong cái chén, rồi thêm 1 đến 2 muỗng canh nước vào, mình khuấy đều cho cái màu nó tan á, rồi mình mới trộn vào trong thịt. Tay á, Diệu đã rửa kỹ rồi, cái này á, mình phải trộn bằng tay á, thì thịt nó mới đều. Mình làm 3 ký á, trộn bằng tay nó mới đều. Các bạn làm ít á, thì mình dùng cái sạn mình trộn cho nó dễ hơn. Trộn xong rồi á, thì mình sẽ chia ra làm hai, một bên thì thêm tiêu đen, một bên á, thì thêm tiêu trắng. Lúc này á, các bạn muốn mà ăn cay kiểu mà tê lưỡi luôn á, thì mình sẽ thêm vào cái bột hoa tiêu hoặc là có chỗ á, kêu là mắc kén xay á, rồi các bạn cho thêm ớt bột nữa là ăn tê lưỡi luôn. Nhà chồng Diệu á, thì chỉ thích cái nguyên bản của nó thôi, cho nên là Diệu chỉ cho tiêu trắng và tiêu đen vào. Với lại á, nhà có con nít đông nữa, cho nên là không có cho ớt bột. Có thời gian á, thì các bạn cho thịt vào trong ngăn mát, ướp ít nhất á, là 30 phút hoặc là qua đêm. Rồi mới lấy ra, cho lên trên giấy nến rồi dàn mỏng. Diệu không có thời gian chờ, cho nên là để 30 phút trong ngăn mát á, lấy ra làm luôn. Phía trên á, có đậy một miếng ni lông, mình thoa dầu lên, dùng cái chày á, rồi cán mỏng vừa. Các bạn cán làm sao cho cái miếng thịt này nó không có quá dày hoặc là quá mỏng. Dày quá thì ăn nó cũng không có ngon và nó cũng khó chín hơn khi mà mình nướng. Còn mỏng quá thì mình nướng á, nó dễ bị khét và cái miếng khô á, nó sẽ bị khô và cứng, ăn nó không có ngon nữa. Các bạn cán làm sao á, cho nó mỏng vừa là đẹp ha. Chỗ nào mà bị lõm á, thì các bạn cho thêm thịt và dàn làm sao cho cái thành một miếng thịt vuông đều để mà khi cắt á, nó sẽ đều và mình cắt nó cũng không có bị vụn nhiều nữa, đỡ hao thịt của mình hơn. Cái bước cực nhất á, Diệu thấy là cái bước dàn cái thịt này sao mà cho nó đều nè. Đứng dàn cả tiếng đồng hồ á, mới xong 6 miếng này. Người ta làm bán á, sẽ có cái khuôn cho thịt vào dàn mỏng, theo cái khuôn đó á, là làm rất là nhanh. Dàn nãy giờ cũng xong một miếng rồi. Diệu cho lên khay sấy 100 độ C, mở hé cửa lò. Thời gian sấy là 30 đến 40 phút, tùy cái nhiệt độ lò của mình nha. Các bạn nhìn cái miếng thịt sấy sao mà cho nó không có bị gời ra, mình cầm nguyên miếng nó cũng không có bị bời gời. Nếu mà các bạn sấy lâu á, miếng thịt nó sẽ bị chảy hết nước ra ngoài, lúc mà mình nướng á, thì thịt nó sẽ bị khô.
cho nên là các bạn sấy cho nó vừa tới thì mình lấy ra liền. Nếu chỗ các bạn có nắng á, thì mình đem ra phơi từ 2 đến 3 tiếng để cho cái miếng thịt nó se lại á, là mình lấy vào. Sấy xong rồi á, các bạn có thể đem thịt này đi nướng liền luôn, hoặc là các bạn cắt ra rồi để nguyên miếng giấy dầu á, chồng lên nhau, cho vào trong túi á, và bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh. Khi nào cần nướng á, thì trước một ngày các bạn gả đông trong ngăn mát một đêm, hôm sau á, thì mình lấy ra đem nướng bình thường. Cái miếng thịt á, nó mỏng dừa như vậy à, y như là bên ngoài bán luôn á, người ta bán cũng mỏng như vậy đó. Mình sấy vừa tới á, cầm lên miếng thịt nó cũng không có gời. Các bạn chỉ cần chú ý vài bước mà Diệu nói đi nói lại nhiều lần á, nó sẽ giúp cho mình làm ra ngon y như người ta bán luôn. Nãy giờ nói nhiều quá, bây giờ Diệu cho nó vào trong túi để mà bảo quản trong ngăn đá. Các bạn cho vào trong túi như vậy nè, rồi kéo cái miệng túi lại. Dùng tay á, mình đẩy đẩy cho cái không khí nó ra ngoài thì tự nhiên á, mình sẽ có cái túi giống như là hút chân không vậy đó. Để nướng thịt nó ngon không có bị khô cứng á, thì lửa than các bạn phải nhiều và lớn. Cho miếng thịt vào á, thì nhanh tay chở đều hai mặt của thịt để cho nó chín đều, chậm tay á, là cái miếng thịt nó bị khét liền. Nếu mà các bạn để lửa than nhỏ, mình nướng lâu á, nó mới chín, thì sẽ làm cho cái miếng thịt này nó mất nước và khi ăn á, nó khô còng luôn, không có còn ngon nữa. Nướng thịt này á, rất là nhanh chín tại vì cái miếng này nó mỏng á, và nó có đường á, nó cũng dễ khét nữa, cho nên là các bạn phải nhanh tay và mình nướng vài lần á, sẽ quen tay thôi. Miếng thịt đỏ và mở trong lại á, là nó chín rồi. Làm khô thịt heo này á, Diệu khuyên các bạn là nướng lửa than đi, nó ngon và thơm cái mùi vị của khói á, là cái linh hồn của cái món này. Nếu mà các bạn nướng bằng lò nướng cũng được, nhưng mà nó cứng, ăn nó khô, nó không có thơm bằng và nó không có được mềm giống như là nướng than. Thành quả của mình á, là cái miếng khô thịt mềm, thơm và nó có cái vị ngọt tương tự như là lạp xưởng của mình vậy đó. Nhưng mà nó có cái hương vị khói của thịt nướng than. Lúc mới nướng thì nó không có thơm bằng, các bạn làm xong rồi cho vào trong túi. Vài tiếng sau hoặc là qua ngày hôm sau thì cái miếng thịt nó sẽ có cái vị thơm của khói ngon hơn là lúc mới nướng xong. Bảo quản ở nhiệt độ phòng không có quá nóng thì mình để được 3 ngày, còn nếu mà cho vào trong ngăn mát thì các bạn để được từ 1 đến 2 tháng cũng không sao ha. Khi ăn thì mình chỉ lấy ra và nướng trên chảo, không có cần cho dầu, để cái miếng thịt nó khô và nóng hai mặt là mình ăn được rồi. Chúc các bạn thành công với công thức này và video của Diệu đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây, hẹn gặp lại ở video kỳ tới.